chân dung tự vẽ. Rây lúa, trốn tìm. Những tác phẩm tranh lụa này được họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sáng tác cách đây từ 60 tới 80 năm. Với thời tiết nóng ẩm của Việt Nam, nhiều tác phẩm của ông bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng một phần trong số đó đã được phục chế gần như nguyên vẹn nhờ bàn tay tài hoa của nghệ nhân và công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh rất mỏng manh, bản thân vải lụa mà họa sĩ dùng để vẽ cũng rất mỏng và tinh xảo. Ngoài ra, họa sĩ vẽ bằng màu nước và có tận 10 lớp màu chồng lên nhau, nên để phục chế những bức tranh có giá trị độc nhất vô nhị như thế này thì đối với tôi đó là một công việc rất khó khăn. Tôi dùng bột hồ để dán tác phẩm lên một tấm panel đặc biệt, sau đó mới thực hiện công đoạn bóc tách từng lớp và phục chế. Với việc bảo vệ tranh đã phục chế trong khung kín khí, tránh tiếp xúc oxy, các tác phẩm sẽ không bị oxy hóa, không bị phai màu và có thể truyền lại cho thế hệ sau trong tình trạng tốt. Dự án bảo tồn và phục chế tranh lụa của họa sĩ Việt Nam Nguyễn Phan Chánh được khởi xướng từ năm 2008, xuất phát từ mong mỏi của con gái ông, nhà văn Nguyệt Tú. Với sự hợp tác của nghệ nhân phục chế tranh EY Kikoko, các chuyên gia mỹ thuật châu Á và nhiều công ty có công nghệ tiên tiến. 15 năm qua, dự án đã phục chế được 16 tác phẩm tranh lụa của họa sĩ và tổ chức 3 cuộc triển lãm. Gia đình thì tạm thời trước mắt thì gia đình đóng góp về công sức, thời gian và cái tư vấn về kỹ thuật. Cung cấp các tranh gốc hỗ trợ thì hỗ trợ về mặt trao đổi về nội dung bức tranh, rồi trao đổi về kỹ thuật làm tranh, làm sao cho đến lúc mà phục hồi lên tranh nó đạt được hiệu quả tối đa. Đến khi mẹ tôi đến xem cái thốt ra câu đó đúng là tranh của cha tôi rồi, thì tất cả là vỡ òa. Hiện nay, phục chế không chỉ dừng lại ở việc phục hồi thủ công, mà còn cả việc lưu giữ, bảo tồn bằng những công nghệ hiện đại nữa. Những tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, sau khi được nghệ nhân EY phục chế một cách tỉ mỉ, sẽ được số hóa thành định dạng 8K. Như vậy, kể cả khi tác phẩm gốc bị mài mòn, hư hỏng, thì chúng ta hay thế hệ sau đều có thể chiêm ngưỡng, tìm hiểu về tác phẩm đó ở tình trạng tốt nhất. Các tác phẩm tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh hiện đang được giới thiệu tại triển lãm Người kể về tình yêu, câu chuyện của những người ghép nối cái nhìn của người họa sĩ tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Thế kỷ 21, Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, từ nay cho tới ngày 19 tháng 5. Theo thông tin từ dự án, các nghệ nhân và gia đình họa sĩ vẫn tiếp tục hợp tác để phục chế, bảo tồn khoảng 30 bức phác thảo, ký họa và tranh của ông, góp phần lưu giữ di sản nghệ thuật độc đáo của Việt Nam cho thế hệ sau.